Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 384 anh em nhé. Sau khi Ngôn Phong tỉnh lại thì Lỗ Cảnh Cảnh cũng đã tỉnh lại. Gia hỏa này tuy thân hình khổng lồ, thế nhưng lại bất động thành sắc chuẩn bị đánh lén. Đáng tiếc biến hóa này làm sao giấu được tinh thần tham chắc của Mộ Hạo. Một cái lục mang thiên trận của Vương Đầu Nhi đã ngăn cản hắn tiến lên. Cùng với lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ sẫm nhỏ mảnh khảnh như là ngón trỏ từ đằng xa lao tới. Mục tiêu đúng là Lỗ Cảnh Cảnh. Hoa Thế Đầu đã hoàn thành chuẩn bị xuyên thứ pháo phát động. Cho dù cách xa 100 mét, thế nhưng xuyên thứ pháo kia bộc phát ra trong nháy mắt đó. Lỗ Cảnh Cảnh chỉ có cảm giác sau lưng có một hồi run sợ kịch liệt. Đừng nhìn thân hình nó mập mạp, thế nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, chân trái chĩa xuống mặt đất, vậy mà đã xoay tròn 180 độ ngay tại chỗ. Bộ dáng này giống như một lão mẫu heo đang múa ba lê, làm cho người ta rất buồn cười, thế nhưng hiệu quả thực sự rất tốt. Lập tức chuyển thành đối mặt với Hòa Thế Đầu bên kia. Sau cái hồn hoàn trên người của Lỗ Cảnh Cảnh đã lóe sáng ra 3 cái màu tím, lập tức thân thể khổng lồ quán vậy mà đã bành trướng ra một vòng, quả thật trông như là một ngọn núi thịt vậy. Phốc một tiếng, tuy Lỗ Cảnh Cảnh cũng am hiểu tốc độ, thế nhưng do thân thể quá lớn nên không có biện pháp né tránh. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, trên người của hắn đã có thêm một cái lỗ nhỏ. Hào quang màu đỏ sẫm kia nhìn như là mảnh khảnh, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu ra sau lưng thân hình khổng lồ có độ dày gần 2 mét, chỗ bị xuyên thấu cháy đen. Lỗ Cảnh Cảnh kêu lên đau đớn, mắt đã trở thành một mảnh huyết hồng, thịt mỡ ở trên người dùng sức là hấp lên, lập tức miệng vết thương bị cháy đen biến mất, từng tảng mỡ màu vàng trông buồn nôn tuôn ra, cứ như vậy mà phong bế miệng vết thương, từ ngoài nhìn vào cứ như không có chuyện gì. Hắn híp mắt thù hận nhìn Hòa Thế Đầu, thế nhưng thân thể lại đột nhiên nhảy lên. Bạn có thể tưởng tượng một tòa núi thịt nhảy lên trên sẽ hùng như thế nào. Lỗ Cảnh Cảnh có thể diễn tả một chút trước mặt mọi người. Thân thể quán nhảy lên không phải là lao tới Hòa Thế Đầu, mà là bay ngược trở lại, dùng chính thân thể to lớn của chính mình đập thẳng tới Vũ Hạo và Phương Đồng Nhi, có vẻ như muốn dùng mông để chết bọn họ. Không chỉ có như thế, hồn hoan thứ nhất trên người của hắn cũng sáng lên, khói độc màu xanh lá lan tỏa ra. Đương nhiên Vũ Hạo nhỏ hơn Lỗ Cảnh Cảnh, thế nhưng trên thực tế, hắn ngồi trên xe lăn càng không linh hoạt bằng Lỗ Cảnh Cảnh. Mắt thấy núi thịt cực lớn từ trên trời giáng xuống, ngay cả sắc mặt của Vương Đồng Nhi cũng có một chút thay đổi. Thế nhưng mà vào thời khắc này, hai cánh của nàng triển khai thả chiếc xe của Vũ Hạo, thân thể mềm mại bay ngược ra, chỉ để lại một mình Vũ Hạo đối mặt với núi thịt kia. Thân trên không trung, hai cánh của Vương Đông Nhi giơ lên trên cao, lại phát ra một cái lục mang thiên trận ngăn trước mặt của Ngôn Phong. Hai cánh vô đóng, Ngôn Phong thừa cơ hội này bay đi. Đối với thực lực Lỗ Cảnh Cảnh, Ngôn Phong rất có lòng tin. Trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh Linh Giáo, khẳng định Lỗ Cảnh Cảnh không phải ưu tú nhất, dù là Ngôn Phong hay là Đường Nhã, tu vi đều hơn xa hắn, huống chi còn có vị kia. Thế nhưng mà nếu bàn về lực phòng ngự, Lỗ Cảnh Cảnh tuyệt đối là số 1. Không thấy hắn vừa bị hồn đạo khí cấp 7 bắn một phát mà vẫn bình chân như vậy sao? Đây chính là hồn đạo khí cấp 7. Cho dù xuyên thủng một thân thịt mỡ kia, thế nhưng trên thực tế, một thân thịt mỡ của Lỗ Cảnh Cảnh này giống như áo giáp, chỉ cần không tìm thấy hạch tâm ở chỗ nào, cho dù bị bắn 100.000 lỗ hắn đều có thể khôi phục lại. Trong mắt của Ngôn Phong lúc này tràn ngập sát cơ. Đối với công kích của Vương Đông Nhi, hắn cũng không quan tâm. Doan nghĩ công kích kia tuy thuộc tính quang minh, thế nhưng uy hiếp cũng không lớn. Đường môn bên này ngoại trừ Vương Đông Nhi cùng với Vũ Hạo đối mặt với hai vị tà hồn sư ra, thì Tiêu Tiêu không chế được Khô Lâu Vương, Hòa Thế Đầu tụ lực xuyên thứ pháo lần nữa. Tư Tâm Thạch cùng với Giang Nam Nam đang chạy đến rất nhanh. Tư Tâm Thạch đã tiếp cận Giang Nam Nam rồi dùng biện pháp nhiều trước, Giang Nam Nam có thể giúp hắn gia nhập chiến đoàn bên này. Đương nhiên chỉ có lại có 3 tên tà hồn sư, thế nhưng thực lực bọn hắn thực sự cường đại. Đường môn muốn chiến thắng trong trận chiến này vẫn còn rất xa mới đạt được. Mắt thấy cái bóng mờ kia từ trên trời giáng xuống, đáy mắt của Vũ Hạo toát ra một vòng hàn ý lạnh như băng. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, đồng thời tiểu thiết nữ bay ra từ trán của hắn. Một tầng quang mang màu vàng đậm tách ra từ sau lưng của hắn, đúng là chiến khí quang chi nữ thần, hắn tự nghĩ ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể của tiểu tuyết nữ trước người của Vũ Hạo đột nhiên trở nên mềm mại hư ảo, đồng thời biến lớn dần. Khuôn mặt tuyết đế tuyệt sắc lãnh ngạo kia tái hiện ra nhân gian. Mở sau lưng của hắn, bóng mờ trông giống Vương Đông Nhi như đúc cũng đã lập tức dung nhập, một vàng một trắng, hai đạo quang ảnh hư ảo cũng đồng thời dung nhập vào thân thể của chính hắn. Vương Đầu Nhi cách không xa sau lưng của hắn, nhìn mà có một chút lo lắng. Mặc dù nàng có lòng tin đối với Vũ Hạo, thế nhưng dù sao tà hồn xưa cũng rất quỷ dị. Nếu như không phải hắn thúc giục lần nữa, nàng sẽ không rời xa hắn. Có điều thì nóng lòng vì hắn, thế nhưng động tác trên tay của nàng không chậm. Mạnh lớn điệp thần chi quang bắn thẳng tới, chặn đường của Ngôn Phong. Ngôn Phong kinh ngạc, vốn trong mắt của hắn Vương Đầu Nhi không cách nào tạo thành ra quá nhiều phiền toái cho chính mình, thế nhưng lúc này lại làm hắn chấn động. Điệp thần chi quang kia nhìn như là vô trật tự, thế nhưng mỗi một khóa đều tràn đầy khí tức
Dương Quang Minh, tuy còn chưa tới mức khắc chế lực lượng băng tà của hắn, thế nhưng mỗi một quả quang cầu kia khi mà bộc phát đều dẫn động một mảng lớn lực lượng quang minh, đối với hắn mà nói có tác dụng ngăn cản tương đối mạnh. Hơn nữa tại thời điểm điệp thần chi quang phóng thích ra, vừa vặn cũng là lúc lục mang tinh trận bay lên trên trời. Nguồn phong đương nhiên không có khả năng bị lục mang tinh trận ở trên mặt đất đánh trúng, thế nhưng Vương Đông Nhi phóng ra điệp thần chi quang, mỗi một quả đều đi qua lục mang tinh trận, mà trong quá trình đó uy lực những quang đoàn này lập tức là bạo tăng, ít nhất uy lực tăng hơn gấp đôi, làm cho nguồn phong chậm rãi rất nhiều, cuối cùng không thể nào phối hợp với lỗ cảnh cảnh tấn công Vũ Hạo. Lục mang tinh trận lại có thể dùng để tăng phong chính hồn kỹ của mình sao? Thế nhưng mà thời điểm nguồn phong, một trong những nhân vật dẫn đầu chiến đội tàu xưa cảm thấy không cách nào công kích Vũ Hạo thì lập tức thay đổi mục tiêu. Trên người của hắn hồn hoàn thứ nhất thứ ba đồng thời lóe sáng, thân thể của hắn đã bành trướng gấp đôi, triển khai được cánh lớn, quay người trên không trung, hồn kỹ thứ hai sáng lên sau khi thân hình to lớn trở nên hư ảo, quay người đúng lúc nhìn về phía Từ Tam Thạch bị Giang Nam Nam ném ra. Trong nội tâm của Từ Tam Thạch vang lên báo động dữ dội, Vũ Hạo gần như ngay lập tức thông qua tinh thần tam giác bảo hắn qua chừng, Huyền Minh Quỷ Giáp Thuẫn ngăn cản trước người, hồn kỹ thứ ba Huyền Minh Chi Lực lập tức phóng thích ra, hồn kỹ thứ năm Quy Thần Tràng cũng đã khởi động. Từ Tam Thạch rất rõ ràng trạng thái hiện giờ của chính mình, trước đó vì vây khốn ba người kia, hơn nữa hai lần dùng Huyền Minh Chi Hoán, nhất là lần thứ hai hoán đổi, chẳng những làm vết thương cũ của hắn tái phát, hơn nữa hồn lực cũng tiêu hao tương đối kịch liệt. Nếu không như vậy mà nói, với tính tình tự phụ của hắn lúc sử dụng Huyền Minh Chi Lực thì cần gì sử dụng thêm Quy Thần Tràng nữa chứ. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn đã cảm thấy may mắn vì hành động của mình lần này. Nguồn phong trở nên hư ảo, trước người xuất hiện ra một đầu lâu to lớn. Đầu lâu kia trông rất quỷ dị, nhìn bề ngoài thì nó dài chừng 2m, cao hơn 1m, độ rộng cũng đạt tới hơn 1m. Khi mà nó mở miệng, mọi người mới có thể thấy rõ đó lại là một đầu lâu cự long. Tại thời khắc này, mọi người của Đường Môn rốt cuộc cũng biết vũ hồn của nguồn phong là cái gì. Cốt Long, một trong những vũ hồn tuyệt đối đỉnh cấp của Tào Dư. Hô một tiếng, một đoàn khí lưu màu băng lam mang theo xu thế núi thở biển gầm bắn tới Từ Tam Thạch. Hồn kỹ thứ nhất của nguồn phong chính là Long Biến, hồn kỹ thứ ba Hóa Long. Thi triển hồn kỹ thứ nhất có thể làm cho thân thể quán biến thành cốt long, mà dùng hồn lực thi triển hồn kỹ thứ ba, tức thì mỗi bộ phận thân thể lập tức hóa thành thân thể cốt long. Cả hai hồn kỹ cũng thi triển, mới có hồn kỹ mang hơi thở long tộc xuất hiện. Uinh một tiếng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể của Từ Tam Thạch lại không bị đánh bay, mà là toàn thân bị bao trùm bởi một tầng hào quang rét lạnh màu xanh da trời, lập tức hóa thành một tòa băng điêu cực lớn đứng yên ngay tại chỗ. Cốt long biến mất, thân hình của Nguồn Phong lại không có rút lại. Thế nhưng đúng lúc này, bên cạnh hắn truyền ra tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu rên phát ra không xa sau lưng của hắn, chính là Lỗ Cảnh Cảnh phóng thích ra độc khí từ trong không trung lao tới Vũ Hạo. Nghênh đón thân thể của Lỗ Cảnh Cảnh chính là tay phải của Vũ Hạo, chỉ đơn giản bằng tay phải, trong tích tắc hai đạo thân ảnh Tuyết Đế cùng với Quang Chi Nữ Thần nhập vào người của Vũ Hạo, khi chết cả người hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đó là một loại khí tức tôn quý, lạnh như băng nhưng lại tràn đầy cường thế. Đơn giản một trường chất phát tự nhiên, bàn tay trắng nón như băng tuyết đã vỗ lên cái mông vô cùng to lớn của Lỗ Cảnh Cảnh. Thân thể Lỗ Cảnh Cảnh sau khi bành trướng tối thiểu nặng mấy ngàn cân, thế nhưng một trường này vỗ lên lại ngưng trệ ở trên không trung trong nháy mắt đó. Sau đó xe lăn hoàng kim dưới chân của Vũ Hạo chợt trượt về phía sau, lập tức thoát khỏi phạm vi Lỗ Cảnh Cảnh rơi xuống. Tiếng kêu rên trầm thấp kia chính là do Lỗ Cảnh Cảnh rơi xuống đất mà phát ra. Sức năng to lớn kia làm toàn bộ sân đấu đều có cảm giác đất rung núi chuyển. Mặc dù chỉ là liếc qua, thế nhưng Ngôn Phong lại thấy rõ sáng. Độc khí trên người của Lỗ Cảnh Cảnh vừa tới gần của Vũ Hạo đã nhào nhào hóa thành bột phấn màu xanh nhạt bay đi. Khí tức cực hạn băng thật là mạnh, đáng tiếc tu vi quá yếu. Một tia khinh thường hiện lên ở trong mắt của Ngôn Phong. Hắn chưa bao giờ để những tên Đường Môn này trong mắt, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối bằng vào sức mạnh một mình để ngăn cản cơn sóng dữ. Theo hắn thấy, cho dù Vũ Hạo có thiên phú dị bẩm đến cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một gã hồn sư cấp bậc ngũ hoàn, còn mình lại là tà hồn sư cấp bậc hồn thánh thất hoàn. Cho dù một ít cường giả cấp bậc hồn đấu la bát hoàn ở trước mặt mình cũng không chiếm được tiện nghi, đối phó những tên Đường Môn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Một ngụm lòng tức đồng cứng từ Tam Thạch, hắn quay người trở lại, ngửa mặt lên trên trời gầm lên một tiếng, hồn hoàn thứ hai lại phát ra hào quang, cốt long cực lớn kia lại xuất hiện, mà mục tiêu lần này đổ thành Vương Đông Nhi. Hào quang màu xanh da trời rất lạnh khủng bố, cơ hồ làm cho xung quanh cũng bị đóng băng, lập tức bao trùm tới Vương Đông Nhi. Kim quang lóe lên, Vương Đông Nhi ở trên không trung bỗng nhiên biến mất, lúc mà xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng của Vũ Hạo. Dịch chuyển tức thời, hồn kỹ bổ sung hồn cốt chân trái.
Âm một tiếng, ngụm long tức kia đánh lên vòng bảo hộ hồn đạo cách đó không xa, lập tức biến một mảng lớn vòng bảo hộ hồn đạo thành màu băng lam. Từng vòng ánh sáng khổng lồ khuếch tán ra bên ngoài. Theo bộ dáng đó, giống như vòng bảo hộ hồn đạo cũng có một chút không chịu được nổi. Công kích thật sự rất là mạnh. Chứng kiến uy năng của một kích khủng bố như vậy, trong nội tâm của khán giả đã không phải lần đầu tiên hiện ra ý nghĩa như vậy. Đến cuối cùng ai mới là long hồn sư mạnh nhất giải đấu đây? Trước đó bối bối biểu hiện ra đã làm cho bọn họ cực kỳ kinh diễm, mà lúc này tà hồn sư vuồn cốt long tu vi thất hoàn này đã thể hiện ra lực lượng càng làm cho người ta kinh hãi. Lúc này các đội viên chiến đội Tuyết Ma Tông dưới đài sắc mặt nguyên một đám đều hết sức là khó coi, cái là Long Ngạo Thiên cũng như vậy. Hiện tại bọn hắn đã nhận thức được, nếu như mà bọn hắn đối mặt với Thánh Linh Tông chỉ sợ một chút cơ hội cũng không có, chứ đừng nói là tà hồn sư vuồn cốt long này có tư vi trên cả Long Ngạo Thiên. Huống chi vừa rồi có bối bối dùng biện pháp bọn họ không biết dẫn ra đường nhã hồn thánh thất hoàn nữa. Thực lực Thánh Linh Tông này thực sự quá mạnh mẽ, một ngụm long tước không trúng, thế nhưng vũ hào bên kia lại gặp phải phiền toái. Một cỗ hào quang màu trắng bạch đột nhiên xuất hiện ra trước mặt của hắn, vũ hào chỉ cảm thấy một cỗ quái lực truyền đến, ngay sau đó bản thân và xe lăn đã không tự chủ được mà bay ra bên ngoài. Hồn hoàn thứ tư trên người của Tăng Ác Lúa Cảnh Cảnh không biết đã phát sáng ra từ lúc nào, cái móc này chính là hồn kỹ thứ tư của hắn. Vũ Hào bởi vì khiếp sợ đòn công kích của Ngôn Phong, bất ngờ không đề phòng lại để cho hắn một thoáng đắc thủ. Cái móc đằng sau kết nối với cốt diệm, lúc này toàn bộ đều do hồn lực ngưng kết mà thành, lại cực kỳ là cứng cỏi. Vũ Hào dùng sưng thoáng dãy rủa, thế nhưng không thể nào dãy ra, càng làm hắn giật mình chính là mình không thể nào dùng được dịch chuyển tức thời. Phảng phất cái móc cầu kia đã mắc vào linh hồn của chính mình vậy. Lúa Cảnh Cảnh biến thành Tăng Ác mở cái miệng dính đầy máu ra, vừa lao tới Vũ Hạo vừa phẫn nộ gào thét. Sau khi mông của hắn bị Vũ Hạo đập một chưởng, lập tức cảm thấy lạnh lẽo, hơn phân nửa bên mông đã tê dại mất đi cảm giác. Cho dù đây không phải là thân thể thật của hắn, thế nhưng Lỗ Cảnh Cảnh lập tức cảm giác thân thể của mình đã không linh hoạt như vừa rồi nữa, cả phần đuôi ở bên phải đều có một chút không dùng sức được. Tự nhiên sẽ hận thấu Vũ Hạo. Vừa đầu nhìn lúc trước dịch chuyển tức thời xuất hiện sau lưng của Vũ Hạo, khi mà Vũ Hạo bị lộ đi nàng cũng lộ ra. Trên mặt của Ngôn Phong xuất hiện ra vẻ lạnh ác, hắn cũng không vì đối phương là tuyệt sắc mỹ nữ mà hạ thủ lưu tình. Một tiếng gầm thét lạnh băng vang lên, hồn hoàn thứ tư trên người của hắn cũng phát sáng lóng lánh. Vừa đầu nhìn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Sau một khắc, một đại trận đường kính hơn 5 mét do cốt cách tạo thành đã xuất hiện ra dưới chân. Một cô cảm giác trói buộc khó có thể hình dung ra, lập tức túm lấy thân thể của nàng. Vương Đông Nhi chỉ cảm thấy trong pháp trận cổ quái kia truyền đến lực hấp dẫn là mãnh liệt, điên cuồng thuần vệ sinh mệnh lực của nàng, thậm chí có cảm giác da chóc thịt bong. Hồn kỹ thứ tư của Ngôn Phong, Mai Cốt Chỉ Địa, một hồn kỹ khống chế sát thương cường đại có thể hấp thu huyết nhục đối thủ để bổ sung sinh mệnh lực lượng của chính mình, đồng thời cắn nuốt đối thủ. Sau cùng khi mà đối thủ hóa thành một đống bạch cốt còn có thể cường hóa vuồn cốt long của hắn, cực kỳ âm độc. Đây cũng là phương thức tăng tu vi hắn am hiểu nhất. Từ khi có được hồn kỹ thứ tư này, tốc độ tăng tu vi của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Vương Đầu Nhi không chút do dự đặt một cái lục mang thiên trận dưới chân để bảo vệ chính mình. Kim quang lấp lóe bảo hộ nàng ở trong đó, thế nhưng cũng chỉ bảo vệ sinh mệnh lực lượng của nàng không bị hấp thu mà thôi, không thể nào thực sự giúp nàng thoát khỏi sự hấp dẫn kia. Mà lúc này đây, Giang Nam Nam rốt cuộc cũng đã chạy tới. Mắt thấy Vương Đầu Nhi gặp khốn cảnh, Giang Nam Nam lại không phát động công kích tới Ngôn Phong. Trước khi mà bắt đầu cuộc chiến, nàng đã xác định vị trí của mình chính là phụ trợ. Năng lực của nàng thật sự không thích hợp đối phó với những tên tà hồn sư biết bay này. Vì vậy trước tiên Giang Nam Nam phát động di chuyển tức thời. Hồn hoàn thứ ba, hồn hoàn thứ tư sáng lên. Trong nháy mắt Giang Nam Nam đã xuất hiện tại Mai Cốt Chỉ Địa, hai tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Vương Đầu Nhi, trong trạng thái biến thân vô địch kim thân. Bất luận là lục mang thiên trận hay là Mai Cốt Chỉ Địa đều không thể nào tác động đến nàng. Dùng sức phung lập tức là quăng Vương Đông Nhi ra bên ngoài, chính nàng cũng mượn trạng thái vô địch kim thân lập tức nhảy lùi lại chạy khỏi Mai Cốt Chỉ Dực. Vương Đông Nhi nổi giận, hàn quang trong mắt đại phóng, hồn hoàn thứ sáu trên người lần đầu tiên phát sáng, một tiếng vù vù kỳ dị từ trên người của nàng vang lên. Ngay sau đó một quang ảnh quang minh nữ thần điệp hiện ra sau lưng của nàng, trong quang ảnh mỹ lệ thấp thoáng, Vương Đông Nhi càng lộ ra vẻ tuyệt lệ thoát tục. Một tầng quang mang kiềm sắc từ đôi cánh ở trên lưng nàng khuếch tán ra bên ngoài. Ngay sau đó nàng mở hai tay ra, cánh hóa thành vô số lưu quang vùi vào quang ảnh quang minh nữ thần điệp phía sau. Trong nháy mắt đó, quang ảnh khổng lồ phía sau ngưng thực hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng lam phía sau bay tới Ngôn Phong. Hồn kỹ thứ sáu của Vương Đông Nhi, Điệp Thần Vũ. Thấy Điệp Thần Vũ xuất hiện, Ngôn Phong cũng sửng sốt một chút, thân thể lượn một vòng ở trên không trung, đầu cốt long biến mất, thay vào đó chỉ là một cái đuôi rồng khổng lồ hung hăng đánh về phía của Diệp Thần do Vương Đông Nhi thả ra. Không chỉ có như vậy, hồn hoàn thứ năm trên người của hắn cũng lóe sáng, tay phải chảo về phía Giang Nam Nam, một cốt chảo khổng
khổng lồ không một chút báo trước hiện ra trước mặt của Giang Nam Nam. Lúc này Giang Nam Nam vừa mới nhảy ra khỏi từ nơi kiểm hãm kia, cốt trà cũng đã tới trên đỉnh đầu. Mặc dù có tinh thần tham chắc của Vũ Hạo đề phòng, thế nhưng thân thể của Giang Nam Nam đang ở trên không trung, di chuyển tức thời vừa mới súng nên không thể tránh khỏi. Phốc một tiếng, cốt chảo chụp xuống, giống như là một lồng giam giam giữ Giang Nam Nam trong đó. Một cỗ lực áp bách kinh khủng như mắt đó áp chế làm nàng không cách nào nhúc nhích. Hồn kỹ thứ 5 của Ngôn Phong, cốt chảo tù lông. Đây là hồn kỹ vạn năm thứ nhất của hắn, dĩ nhiên nó không đơn giản như bề ngoài. Cốt chảo tù lông giống như mài cốt chỉ địa, đều có thể che đậy hồn kỹ phụ trợ. Giống như lúc trước Vương Đồng Nhi ở trong mài cốt chỉ địa không thể nào dịch chuyển tức thời, hồn cốt kỹ năng chảo tù lông này cũng vậy. Từ bên trong người bị giam sẽ không cách nào phát động kỹ năng, người bên ngoài muốn phát động kỹ năng cứu người bên trong cũng có thể, thế nhưng trước hết phải đánh bại Ngôn Phong đã. Đây là chỗ kinh khủng nhất của cốt chảo tù lông. Ở bên trong có một loại hiệu quả đặc thù, chính là tuyệt đối phòng ngự. Dĩ nhiên có một phương pháp nữa để thoát ra, chính là người bị vây khốn phải có thực lực hơn xa Ngôn Phong công kích thì mới có thể phá vỡ cốt chảo. Cốt chảo tù lung chỉ có một khuyết điểm, chính là không thể nào chọn mục tiêu, chỉ có thể định hướng cho kỹ năng, cho nên biện pháp đối phó với nó tốt nhất là né tránh. Nếu như Giang Nam Nam không liên tiếp dùng hai hồn kỹ, đang trong trạng thái lực cũ vừa phát, lực mới vừa sinh vừa vội nhảy ra khỏi mài cốt chỉ địa thì cũng không bị bắt giữ. Lúc này thì nàng đã bị khốn trụ, chuyện gì cũng không làm được.